chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng Yucho Furike Harakomi Card, thẻ trả chuyển tiền Yucho qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của công ty SBI Remit. Với loại thẻ này, mỗi quý khách phải đăng ký một thẻ riêng. Xin quý khách lưu ý, loại thẻ này không phải là thẻ rút tiền mặt của ngân hàng Yucho. Xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi, SBI Remit, để đăng ký và nhận thẻ. Trong trường hợp khách hàng dùng thẻ chuyển tiền Yucho qua ATM của ngân hàng Yucho, quý khách có thể gửi chuyển tiền quốc tế lên đến 100.000 yên, bao gồm cả chi phí chuyển tiền. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm thử cách sử dụng thẻ này nhé. Đây là máy ATM của ngân hàng Yucho. Xin lưu ý không nhấn chọn nút English Guide, mà nhấn chọn nút Go Show King. Nút này nằm ở bên trái, hàng thứ 3 từ trên đến xuống. Sau đó, xin nhấn nút Harakomi Senyo Card, nút nằm ở dãy bên trái, hàng thứ 3 từ trên đến xuống. Thẻ chuyển khoản chuyên dụng. Hãy cho thẻ chuyển khoản bưu điện của SBI Remit đã gửi vào trong máy. Xin hãy chờ cho đến khi màn hình tiếp theo được hiển thị. Kiểm tra và xác nhận họ tên đã được hiển thị. Nếu đúng, xin hãy nhấn nút Kakunin. Xin hãy nhập số tiền muốn gửi vào máy. Số tiền gửi vào là tổng số tiền, bao gồm số tiền muốn gửi, lệ phí chuyển tiền và lệ phí nộp tiền. Xin lưu ý, lệ phí chuyển tiền khác nhau tùy thuộc vào nước gửi tiền đến và số tiền gửi. Xin quý khách xác nhận chi tiết qua trang web của SBI Remit, www.remit.co.jp. Sắp xếp tiền mặt và cho vào khe nhận tiền, số tiền nộp chỉ định tại số 6 được hiển thị. Máy đang tính toán số tiền. Xin quý khách xác nhận số tiền, nếu đúng xin hãy nhấn nút Kakunin. Như vậy, thủ tục nộp tiền đã hoàn thành. Xin quý khách hãy bảo quản hóa đơn cẩn thận. Cách thức làm đơn giản phải không? Xin quý khách lưu ý đừng quên rút thẻ và biên nhận đã chuyển tiền nhé. Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích về số tham chiếu, reference number, và thời gian quý khách sẽ nhận được thông báo về số tham chiếu này. Với số tiền gửi được xác nhận đã chuyển đến với chúng tôi từ 9 giờ cho đến 11 giờ 30 vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, quý khách sẽ nhận được thông báo về số tham chiếu vào khoảng 15 giờ trong cùng ngày. Sau đây là trường hợp gửi tiền với số tiền từ 100.000 yen trở lên. Với số tiền muốn chuyển từ 100.000 yen trở lên, xin quý khách vui lòng đăng ký gửi qua quầy giao dịch của ngân hàng Yucho trong giờ làm việc. Quý khách hãy điền vào tờ giấy đăng ký chuyển tiền màu xanh của ngân hàng Yucho, số tiền gửi và giấy tờ chứng minh nhân thân của quý khách, gồm có thẻ người nước ngoài hoặc là hộ chiếu. Với tờ giấy đăng ký chuyển tiền màu xanh, xin quý khách hãy vui lòng nhận tại quầy giao dịch của ngân hàng Yucho. Quý khách chỉ cần điền một chỗ ghi dưới đây, đó là số tiền gửi. Kết thúc thủ tục đăng ký chuyển gửi tiền, quý khách sẽ nhận được thông báo về số tham chiếu reference number từ SBI Remit. Cách sử dụng thật đơn giản phải không? Nếu quý khách có gì không rõ hoặc chưa hiểu hết, xin hãy đọc tài liệu hướng dẫn mà chúng tôi đã gửi cho quý khách hoặc liên hệ với chúng tôi, SBI Remit, để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.